Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh sim đêm trên toàn quốc. Ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin thanh lý tới anh em là về hai cái mẫu lưới bẫy chim đêm, đó là mẫu lưới 7 phân và mẫu lưới 8 phân. Thì, lý do thanh lý thì anh em cũng biết rồi, hiện tại ở ngoài miền Bắc thì tất cả anh em đã nghỉ đánh chim đêm rồi. Đấy, còn khu vực anh em miền Trung hoặc là miền Nam ấy, đấy, còn đánh thì xem được cái video này để nhận cái giá lưới rẻ nhất. Giá lưới thì em sẽ báo ở phần cuối video để anh em xem hết video để được nhận biết về cái giá cả cực kỳ là rẻ. Còn trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lưới này ấy, thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán để cho anh em dễ nhận biết được cái hình thức nó đơn giản. Đấy thì em sẽ để cái số điện thoại ở góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ lên đơn cũng như là gửi hàng cho anh em. Còn anh em ở tất cả các tỉnh thành thì đều đặt được hàng. Còn ngoài bán lưới ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những cái phụ kiện dùng để bẫy chim đêm. Đấy, như loa đài âm thanh, đấy, đầu đài, loa đài ấy, đầy đủ hết. Còn bây giờ thì đi chi tiết về cái mẫu lưới này để cho anh em cùng nắm bắt được này. Đầu tiên thì xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu lưới 7 phân. Đấy, về cái lưới 7 phân này thì nó sẽ có hai khổ chính, một là khổ 50m và một là khổ 100m. Đấy, lưới này là lưới hải lợi cước chân xanh. Đối với cái lưới này thì cái thứ nhất là nó sẽ không chạy mắt, và cái thứ hai nữa là sợi lưới nó rất là mềm. Đấy, khi anh em đánh thì con chim nó đóng vào thì nó sẽ tụt xuống túi cực kỳ là sâu. Còn sợi lưới thì đối với cái lưới 7 phân thì nó là cái sợi 18. Đấy, chiều cao của nó là 115 mắt. Đấy, 115 mắt, đấy, sợi 18 nó cực kỳ dài, bao chạy mắt cho anh em luôn. Đấy, hàng này thì cái tỷ lệ chạy mắt thì nó cũng có. Ví dụ 100 mắt thì 1-2 mắt thì nó cũng chạy sộc sạch. Nhưng mà quan trọng ấy là cái cước cái dài này. Còn cái ví dụ vấn đề chạy mắt ít như thế thì anh em đánh ở ngoài đồng, ví dụ phơi nắng chắc chỉ tầm 2 tiếng đồng hồ ấy, cước nó chết là nó sẽ chả bao giờ là chạy mắt nữa. Còn về cái lưới này thì một cái điều cơ bản nữa là bên cơ sở em làm là đã thắt chia diềm. Ví dụ như cái lưới này là 5 diềm 4 túi này, đấy, chia khoang cho anh em rồi, đấy, làm lỗ cọc cho anh em hết rồi. Đấy, về anh em chỉ việc sử dụng đánh thôi. Đấy, rất là nhiều cơ sở người ta chưa buộc đầu buộc đít cho anh em, và anh em lại phải làm. Đấy, chia khoang chia túi nó rất là vất vả và phức tạp. Đấy, mà trong khi đó giá lưới người ta làm rất là đắt. Đấy, cơ sở bên em là làm ra lưới, đâm ra là cái thứ nhất là về cái số lượng lúc nào cũng rất là rẻ, và cái thứ hai nữa là cái chất lượng lúc nào mình cũng chọn cái lưới tốt nhất để phục vụ anh em đam mê đánh chim đêm trên toàn quốc. Đấy, làm đồng cả đêm mà một con chim, hai con chim nó đâm vào lưới mà nó tuột mất thì cũng rất là tiếc. Về cái lưới này thì ví dụ như là trời hanh chẳng hạn thì sờ lưới nó sẽ gọi là cứng hơn một chút. Nhưng mà anh em sử dụng ví dụ trời lồm như hiện tại thời tiết ngoài miền Bắc hiện nay này, đấy, sợi lưới nó rất là mềm, chim nó vào đóng cuốn. Đấy, lưới 7 phân thì anh em có thể là đánh được tổng hợp, ví dụ như là trích này, gà này, cuốc này, sâm. Đấy, đánh rẽ cũng được. Đấy, hàng 7 phân này đánh tổng hợp anh em nhé. Còn tiếp theo thì giới thiệu tới anh em là về cái tay lưới 8 phân. Cái tay lưới 8 phân thì anh em sẽ đánh những cái con chim to hơn. Đấy, đặc biệt là anh em đánh sâm này, đánh trích này, đánh gà trên cái lưới 8 phân sợi 20. Đối với cái lưới 8 phân sợi 20 đây anh em này, chiều cao của nó thì chỉ có 100 mắt thôi. Đấy, khi làm hoàn thiện vào thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 3m, tầm khoảng 3m rưỡi là anh em thành cái khổ để anh em đánh rồi. Lưới này thì là vẫn là cái lưới 5 diềm 4 túi. Với cái diềm của nó thì vẫn là cái diềm cước đúc này anh em này. Đấy, ưu điểm của cái diềm cước đúc này thì khi anh em đánh vào con chim nó đóng thì nó sẽ có độ nhún nhảy cao và nó sẽ khóa con chim trong túi. Đấy, đối với cái diềm dù thì anh em đánh thì nó không ưu điểm của cái diềm cước đúc này. Đấy, nó diềm dù thì nó chỉ được cái là nó ít giãn thôi, nhưng mà nó bù lại là con chim nó vào là hay bị sổng lắm. Còn lưới 8 phân này thì nó là sợi 20 anh em nhé, sợi 20 mắt 8 phân. Đây, bao chạy mắt cho anh em luôn. Đây. Còn ngoài bán lưới 7 hoặc 8 phân này ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm. Còn về cái giá cả thanh lý thì bên cơ sở đợt này đang bán là 700.000 đồng trên 100m anh em nhé. 700.000 đồng trên 100m, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Ví dụ anh em đặt 50m chẳng hạn, 50m thì nó là 350. Đấy, cộng thêm tiền phí ship nhé. Đấy, cộng thêm tiền phí ship anh em lấy cả 100m thì giá của nó là 700.000. Đấy, một video thì cũng thông báo thanh lý cho anh em là về cái hai mẫu lưới bẫy chim đêm. Đấy, mắt lưới 7 phân và mắt lưới 8 phân. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ. Cái hàng thì anh em được kiểm tra hàng, đâm ra là anh em yên tâm. Đấy, một video xin giới thiệu tới anh em là về hai cái mẫu lưới đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.